từ lần đầu trông thấy anh, tim đập rất rất nhanh. Chẳng nhìn từ xa ấy mà lại bị anh bắt gặp. Giật mình em bối rối, giờ phải làm sao để chụp một câu nói khiến em ngỡ dài vài giây. Ngập ngừng đôi câu ngẩn ngơ, trong đầu nghĩ bâng quơ. Hình như đây không phải mơ, hay anh cũng thích mình nhờ. Chuyện cho đôi ba câu chẳng phải điều mơ đâu. Thì lòng em đã biết hay ta thuộc về nhau. Anh ơi, vợ tương lai của anh ở đây này. Chỉ cần cứ mong chờ cao là đến một đôi ngày. Chỉ mong chờ đến ngày anh rước em về dinh. Là một đám cưới linh đình, đám cưới của đôi mình. Đàn con thơ còn đang đợi ra đời. Thật hạnh phúc khi được nghe ba má và ba ơi. Có đâu mà xa vời, dẫu có trong ngàn khơi thì em vẫn sẽ đứng đợi. La la la. Chơi nhưng mà chơi vơi, em là ai từ đâu mà khiến anh như muốn rụng rời. U là trời xinh quá, sao giờ đây ta mong một lần hôn má. Chỉ nghĩ tới thôi mà ây da. Nghe thấy những khúc hoảng ca để con tim mai kia đang cất lên. Tâm trí cứ hết ngẩn nghe một sao này mai hai ta kế bên. Kiếm tìm làm gì em mà, bởi người cần tìm đấy nè. Chính người là một món quà mà lâu nay anh trông mong thiệt nè. Ngược ngừng đôi câu ngẩn ngơ, trong đầu nghĩ băng qua. Hình như đây không phải mơ, hay anh cũng thích mình nhờ. Chuyện cho đôi ba câu chẳng phải điều mơ đâu. Thì lòng em đã biết hay ta thuộc về nhau. Anh ơi, vợ tương lai của anh